hé lộ nhà đầu tư lớn nhất của Nga. Bí ẩn hơn 26.000 thùng dầu tràn ra biển. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube báo Lao động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, trong hai lần bình chọn liên tiếp, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đứng đầu bảng xếp hạng các nhà đầu tư lớn nhất nước Nga do Forbes bình chọn. Gazprom dẫn đầu trong số 30 công ty lớn nhất của Nga về chi phí tài sản cố định sau khi đầu tư gần 26 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Theo Forbes, khoản đầu tư của ông lớn khí đốt Nga vào năm 2021 đạt tổng cộng gần 23 tỷ đô la Mỹ. Ngoài Gazprom, ba công ty hàng đầu của Nga trong bảng xếp hạng cũng bao gồm tập đoàn dầu mỏ Rosneft với khoản đầu tư 12,7 tỷ đô la Mỹ và Antimergo Prom công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân khổng lồ Rosatom với 8,8 tỷ đô la Mỹ. Dự án năng lượng LNG hai Bắc Cực của Nga do nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của đất nước Novatech vận hành đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách với khoản đầu tư 3,8 tỷ đô la Mỹ. Công ty khai thác mỏ khổng lồ Norris Naken lọt vào top 5 với chi phí tài sản cố định trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần thứ hai bằng xếp hạng nhà đầu tư hàng đầu của Nga được thống kê. Theo Forbes, lượng vốn đầu tư bao gồm chỉ tiêu vào tài sản cố định và tài sản vô hình, đầu tư vào liên doanh cũng như chi phí mua lại các công ty khác. Theo AP đưa tin, lực lượng tuần duyên Mỹ thông tin ngày 21 tháng 11 có tới 1,1 triệu gallon dầu tràn ra vịnh Mexico từ hệ thống đường ống ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Louisiana. Sự cố tràn dầu được phát hiện trong bối cảnh gió lớn ở vịnh Mexico khiến một phần dầu phân tán. Tuy nhiên, những mảng lớn vẫn sẽ lộ rõ. Theo tuần duyên Mỹ, dầu tràn được phát hiện gần hệ thống đường ống thuộc sở hữu của Mayan Pass Oil Company, công ty con của Todd Coast Infrastructure có trụ sở tại Houston. Một đoạn đường ống dẫn dầu dài khoảng 100 km đã bị đóng từ tuần trước khi giới chức nỗ lực xác định vị trí do dị. Cho đến nay, chưa có lượng dầu nào lọt vào đất liền của Mỹ, nhưng tác động của vụ tràn dầu vẫn đang được giới chức xem xét. Lượng dầu do gì này ít hơn nhiều so với thảm họa tràn dầu năm 2010 của PP. Trong vụ việc đó, 134 triệu gallon tương đương với 3,19 triệu thùng dầu đã tràn ra môi trường trong những tuần sau khi giàn khoan dầu bị nổ. Thưa quý vị, tuần trước, NASA nhận một thông điệp qua tia laser từ vũ trụ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thử nghiệm tia laser từ không gian sâu. Theo đó, tia laser mang theo thông điệp từ vũ trụ mà NASA nhận được vào tuần trước có nguồn gốc từ một thiết bị trên tàu vũ trụ Psyche, hiện đang hướng tới một tiểu hành tinh kim loại bí ẩn cách trái đất hơn 16 triệu km, theo Space.com. Cuộc thử nghiệm đánh dấu sự thành công đầu tiên của hệ thống truyền thông quang học không gian sâu DSOC do NASA phát triển, mở ra khả năng gửi thông tin bằng tia laser thay vì sóng vô tuyến, đây là một phần của chuỗi thử nghiệm nhằm tăng tốc độ liên lạc trong không gian sâu trong các nhiệm vụ tương lai app wars kỹ thuật viên dự án tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của nasa jpl ở nam california mỹ chia sẻ nhận được thông điệp đầu tiên là một thành tiệu lớn các hệ thống mặt đất đã phát hiện thành công capot laser không gian sâu từ dsoc Thử nghiệm này mở ra khả năng truyền thông tin bằng laser trên quỹ đạo và tới mặt trăng với hy vọng rằng trong tương lai, tia laser có thể sử dụng để liên lạc với phi hành gia trong vũ trụ. Cuộc thử nghiệm bắt đầu tại cơ quan Table Mountain của GPL ở California, Mỹ, nơi một tia laser cận hồng ngoại được phát ra và hướng về tàu vũ trụ Saichi. Khoảng 50 giây sau đó, máy thu phát trên Saichi đã nhận được tia laser và truyền tín hiệu laser của mình trở lại đài quan sát Blamar gần San Diego, Mỹ. Mặc dù thử nghiệm đòi hỏi độ chính xác và hệ thống hướng dẫn tự động để nhắm mục tiêu, nếu thành công, việc sử dụng tia laser sẽ giúp tăng khả năng truyền thông không gian với lượng thông tin gửi đi có thể lớn hơn từ 10 đến 100 lần so với hiện tại. Cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục khi Saichi tiếp tục hành trình với tiểu hành tinh cùng tên của mình, hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng mới trong liên lạc không gian và khám phá vũ trụ. Trong phần tiếp theo của chương trình, diễn biến đợt không khí lạnh cực mạnh từ Trung Quốc xuất hiện áp thấp mới ở Nam Biển Đông. Xin được chuyển sang một số tin tức thời tiết. Theo dự báo thời tiết, đợt không khí lạnh cực mạnh khiến nhiệt độ giảm từ 10 đến 20 độ C ở một số vùng của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 22 tháng 11, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng về đợt không khí lạnh, dự báo nhiệt độ sẽ giảm và gió giật mạnh ở một số vùng trên cả nước. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như các khu vực phía bắc. Ở khu vực tự trị Nội Mông, tỉnh Hà Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, nhiệt độ có thể giảm tới 20 độ C từ 8 giờ ngày 22 tháng 11 đến 8 giờ ngày 24 tháng 11, một số khu vực giảm xuống dưới âm 30 độ C. Gió mạnh và gió giật được dự báo sẽ xảy ra cùng với nhiệt độ giảm và gió cũng sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông và phía nam của Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11. Trung tâm khí tượng khuyến cáo người dân giữ ấm và kêu gọi các biện pháp bảo vệ vật nuôi và mùa màng. Trước đó, ngày 21 tháng 11, Trung tâm khí tượng đã gia hạn cảnh báo màu vàng về bão tuyết ở các khu vực phía đông bắc Trung Quốc. Dự báo từ 20 giờ ngày 21 tháng 11 đến 20 giờ ngày 23 tháng 11, bão tuyết sẽ tấn công các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm và dãy núi Trường Bạch. Một số khu vực trong những vùng này có thể gặp bão tuyết lớn, có thể có tuyết rơi dày khoảng 20 cm. Chính quyền địa phương ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với bão tuyết và thiệt hại do sương giá. Các sở giao thông, điện lực và truyền thông chuẩn bị kiểm tra đường bộ, đường sắt, đường dây điện, dọn đường và làm tan băng. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, khoảng 23 đến 24 tháng 11, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Việt Nam. Đợt không khí lạnh này chủ yếu làm thay đổi thời tiết ở miền Bắc và miền Trung. Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, dự báo miền Trung có thể xuất hiện một đợt mưa diện rộng. Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài thời tiết hành khô, nhiệt độ ban ngày trong tuần dao động từ 24 đến 28 độ C, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 20 độ C. Theo tin áp thấp mới nhất, trong ngày 22 tháng 11, một vùng áp thấp vừa hình thành tại khu vực Nam Biển Đông. Trung tâm cảnh báo bão Liên Hợp Mỹ đặt tên cho vùng áp thấp này là 99W. Theo Trung tâm cảnh báo bão Liên Hợp Mỹ, vào hồi 1 giờ ngày 23 tháng 11, vị trí áp thấp ở vào khoảng 4,9 độ Bắc, 110,8 độ Đông và cách Singapore khoảng 756 km về phía Đông Bắc. Các mô hình dự báo thời tiết chỉ ra vùng áp thấp 99W có môi trường thuận lợi để phát triển như nhiệt độ mặt biển ấm từ 29 đến 30 độ C. Trong 2 đến 3 ngày tới, vùng áp thấp dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió khoảng 30 km h cường độ ít khả năng mạnh thêm, khả năng phát triển thành bão trong 24 giờ tới là thấp. Tuy nhiên, phần hoàn lưu vùng thấp có khả năng dịch chuyển về đất liền các tỉnh miền Nam Việt Nam, nên trong ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 có mưa nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, trong cơn mưa có đi kèm với gió giật mạnh, rông xét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vị Bắc. Chiều tối và đêm ngày 23 tháng 11, ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 m. Đêm ngày 23 tháng 11, vùng biển phía bắc ở khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động sóng cao từ 2 đến 4 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên trong ngày và đêm 23 tháng 11, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển phía nam của Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Ngày và đêm 24 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông, vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 5 m biển động. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.